trái tim quay về. Gia đình, gia đình, ôm ấp ta những ngày thơ, cho ta bao nhiêu niềm thương mến. Gia đình, gia đình, bên nhau mỗi khi đơn đau, bên nhau đến suốt cuộc đời. Chào mừng các em đến với tiết học của ngày hôm nay. Để bắt đầu bài học, các em hãy sưu tầm những câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ về tình cảm gia đình. Ví dụ, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Bây giờ các em có một phút để sưu tầm các câu ca dao tục ngữ nhé. À, thời gian hết rồi. Bây giờ có một bạn đã sưu tầm được những câu ca dao tục ngữ và nói cho lớp ta xem nha. Các câu ca dao tục ngữ về tình cảm ông bà, con cháu. Ngó lên nuột lạc mái nhà, bao nhiêu nuột lạc nhớ ông bà bấy nhiêu. Con người có cố có ông, như cây có cội, như sông có nguồn. Bà ơi cháu quý bà thay, quý bà về nổi bà hay cho quà. Chim trời có tổ, người có tông, cây kia ăn quả ai trồng, sông kia uống nước hỏi dòng từ đâu. Những câu ca dao tục ngữ về tình cảm anh chị em. Anh em trên kính dưới nhường, là nhà có phúc mọi đường yên vui. Khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Anh em như trong như mát, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Những câu ca dao tục ngữ về tình cảm cha mẹ con cái. Lên non mới biết non cao, nuôi con mới biết công lao mẹ hiền. Cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Công cha nặng lắm ai ơi, nghĩa mẹ bằng trời, 9 tháng cu mang. Đó là những câu ca dao tục ngữ rất hay, nói về tình cảm gia đình nhé các em. Để gia đình có thể là tổ ấm, mỗi thành viên cần nhóm lên ngọn lửa của tình yêu thương. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu học chủ đề 4, nuôi dưỡng quan hệ gia đình, các em nhé. Bây giờ các em mở tập và sách ra, chuẩn bị ghi bài nhé. Nhiệm vụ 1, giới thiệu gia đình em. Phần 1, giới thiệu gia đình bên nội và bên ngoại của em. Các em sẽ thảo luận nhóm, thời gian 5 phút, nhiệm vụ, lần lượt từng học sinh trong nhóm, giới thiệu về gia đình của mình theo sơ đồ đã chuẩn bị hoặc ảnh gia đình. Đó, các em xem ở đây có một cái ví dụ là cái ảnh gia đình đó. Đó, các em xem. Rồi chúng ta có thời gian 5 phút để thảo luận theo nhiệm vụ đó nha. 5 phút bắt đầu.
À, sau khi thảo luận xong thì có một bạn đã trình bày ý kiến như vậy. Các em xem nha. Gia đình bên nội của em gồm ông bà nội, các bác, các anh chị, cô chú, vân vân. Gia đình bên ngoại gồm ông bà ngoại, chú, dì, cậu, mợ và các em. Đó là có một bạn trình bày, đại diện nhóm trình bày cho thầy nha. Chúng ta có thể là tham khảo và chúng ta thảo luận thêm. Tiếp tục chúng ta sẽ thảo luận nhóm. Lần lượt từng học sinh chia sẻ trong nhóm theo hai vòng. Vòng 1 kể về một số hoạt động em tham gia cùng gia đình bên nội, bên ngoại của em. Vòng 2 chia sẻ ý nghĩa của gia đình đối với mình. Tức là chúng ta sẽ có hai nhiệm vụ trong hai vòng này nha. Các em sẽ thảo luận nhóm trong thời gian 5 phút. Bắt đầu. À, sau khi thảo luận thì chúng ta có kết quả như sau nha các em. À, một nhóm là trình bày như vậy. Một số hoạt động gia đình bên nội, bên ngoại như cuối tuần thường tổ chức dã ngoại, du lịch nghỉ dưỡng, cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, cùng nhau đi mua sắm, cùng nhau chăm sóc vườn cây, vân vân. Sang vòng 2 thì có một nhóm khác đã trình bày như vậy nhé các em. Chúng ta sẽ tham khảo nha. Chia sẻ ý nghĩa của gia đình đối với mình. Gia đình là nơi chứng kiến mỗi con người lớn lên, trưởng thành, chập chững từ những bước đi đầu đời đến lúc lớn khôn, rồi đến khi về già. Đó là nơi tạo nên những người con ưu tú cho xã hội. Vì vậy, tình cảm gia đình đóng vai trò vô cùng quan trọng, ý nghĩa đặc biệt to lớn đối với đời sống của mỗi cá nhân con người. Đó, chúng ta có thể chép bài vào theo cái nội dung này nha. Nhiệm vụ 2, tìm hiểu cách nuôi dưỡng các mối quan hệ trong gia đình. Phần 1, tìm hiểu các cách để nuôi dưỡng tình cảm gia đình dưới đây. Mỗi nhóm thảo luận đưa ra việc làm cụ thể về sự quan tâm, chăm sóc giữa các thành viên trong gia đình theo 6 cách của ý 1, nhiệm vụ 2, trang 34 sách giáo khoa. Rồi, các em có thời gian để thảo luận trong thời gian 1 phút nha. Sau khi thảo luận xong thì chúng ta có các cách như thế nào các em? Thường xuyên quan tâm, thăm hỏi nhau về cuộc sống và công việc. Chăm sóc người thân những lúc mệt mỏi ốm đau, dành nhiều thời gian quây quần bên nhau. Đó là 3 cách đầu tiên, các em chép vào nha. Chúng ta chép vào tập luôn nha. Ba cách tiếp theo, chia sẻ và hỗ trợ nhau các công việc gia đình, hỗ trợ nhau về vật chất và tinh thần khi cần. Cách số 6 là duy trì bữa cơm gia đình thường xuyên. Rồi các em cũng chép vào 3 cách tiếp theo, là tổng cộng có 6 cách nha. Chép đầy đủ vào tập bài học của mình.
Phần 2. Gia đình em thường thực hiện những cách nào để nuôi dưỡng các mối quan hệ? Phần 3. Kể những việc em đã làm để nuôi dưỡng tình cảm với các thành viên trong đại gia đình bên nội bên ngoại của mình. Đây là những việc mà chúng ta thường làm nha. Thường xuyên quan tâm, hỏi thăm nhau về cuộc sống và công việc. Ví dụ, bố hay hỏi em về tình hình học tập ở trường, em hỏi thăm sức khỏe ông bà. Chăm sóc người thân những lúc mệt mỏi, đau ốm. Ví dụ, mẹ nấu cháo cho bà, em pha nước hoa quả cho mẹ. Dành nhiều thời gian quây quần bên nhau. Ví dụ, cả nhà cùng tập thể dục, cả nhà cùng về thăm ông bà. Chia sẻ và hỗ trợ nhau trong các công việc gia đình. Ví dụ, em chăm sóc vườn rau cho bà, bố giặt quần áo cho cả nhà. Hỗ trợ nhau về vật chất tinh thần. Ví dụ, bố mẹ biếu ông bà tiền tiêu vặt hàng tháng, em động viên em gái khi em ấy buồn. Duy trì bữa cơm gia đình thường xuyên. Ví dụ, em cùng mẹ nấu cơm và nấu món bố thích. Cả nhà cùng dọn cơm và ngồi ăn vui vẻ. Các em có thể chép những cái việc này vào nha. Bây giờ lớp sang phần thảo luận nhóm. Chúng ta có thời gian 5 phút để thảo luận về nhiệm vụ. Lần lượt từng học sinh trong nhóm chia sẻ việc đáng nhớ nhất mình đã làm thể hiện sự quan tâm, nuôi dưỡng tình cảm với các thành viên trong đại gia đình bên nội bên ngoại. Em ấn tượng cách của bạn nào nhất? Thì chúng ta sau khi thời gian 5 phút thì chúng ta sẽ trình bày là em ấn tượng cách của bạn nào nhất nha. Rồi, chúng ta có thời gian 5 phút để thảo luận. Sau khi thảo luận xong, chúng ta có thể rút ra kết luận như sau. Khi được quan tâm, chăm sóc, các thành viên trong gia đình sẽ cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc và có thêm động lực để vượt qua khó khăn. Bản thân em cảm thấy vui vẻ, thoải mái và thấy mình có ích khi biết quan tâm, chăm sóc các thành viên trong gia đình. Đây là kết luận của bài học, thì các em chép vào. Hướng dẫn về nhà. Em hãy chia sẻ với gia đình em về bài học ngày hôm nay. Chuẩn bị nhiệm vụ 3-4 cho bài học hôm sau. Gia đình là một món quà, thứ luôn tồn tại mãi mãi. Cảm ơn các em đã tham gia bài học.